Xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Có nhiều quý vị đã nhắn tin vào Zalo của em Hiếu hỏi về các mẫu nhà một tầng. Em mới nhớ ra là đã thiếu sót thì chỉ mới ra mắt một số mẫu nhà hai tầng thôi. Thế nên hôm nay em xin bổ sung vào cái bộ sưu tập những cái mẫu nhà là một cái mẫu biệt thự cực gắt để dành cho những quý vị sở hữu đất vườn rộng rãi. Giới thiệu một chút về công ty kiến trúc Misa. Thì công ty chúng em chuyên thiết kế và thi công trọn gói các công trình từ nội ngoại thất. Thì bên em có trụ sở tại Hà Nội và các chi nhánh tại miền Trung như thành phố Thanh Hóa. Và các anh chị đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì có thể là gọi trực tiếp của em Hiếu, số điện thoại là 0965 682 680 để em có thể là giúp đỡ anh chị trong cái công việc xây nhà của mình. Ngoài ra thì anh chị có thể theo dõi Facebook, kênh YouTube, kênh TikTok của Kiến trúc Misa để chúng em có thể là gửi đến anh chị những cái mẫu nhà đẹp nhanh nhất. Vâng, nếu như mà quý vị anh chị đang thích cái kiểu kiến trúc tân cổ điển thì chắc chắn là sẽ rất thích cái mẫu nhà vườn thế này. Đây là cái mẫu biệt thự mái Nhật mà Kiến trúc Misa thiết kế cho gia chủ là nhà anh Hiếu ở ngã tư thị trấn Kép ở Bắc Giang. Thì kích thước xây dựng của cái mẫu biệt thự này tính cả sảnh thì sẽ là bao gồm là 24m và nhân với 12,5m anh chị ạ. Tuy nhiên thì nếu chỉ tính diện tích sử dụng thì nó sẽ là 190m2, cả diện tích sảnh là khoảng độ 230m2. Lưu ý là nếu anh chị xây nhà cái kiểu kiến trúc này mà diện tích đất nó hơi hẹp một chút thì em sẽ cân đối để thiết kế vừa cái khu đất nhà anh chị sao cho nó hài hòa, chứ không nhất thiết là phải có vườn thật là rộng mới xây được cái kiểu nhà này đâu anh chị nhé. Để anh chị hiểu rõ hơn về cái mẫu nhà này thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn phần ngoại thất. Cái ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào nhà thực là mặt tiền này rất là rộng và thiết kế được hai mặt tiền có hai sảnh, mang lại cảm giác bề thế rộng rãi và cảm giác rất là biệt phủ anh chị ạ. Điều thứ hai là các anh chị nhìn vào cái chi tiết khối vòm như là cái mái sảnh chính này, cửa sổ này, cột tròn này, các đường gờ kẻ rãnh ở các cột vuông này đều là những cái đặc trưng để tạo nên một cái mẫu nhà tân cổ điển. Thật ra thì tùy vào sở thích của mỗi người, có người thì thích kiểu nhà nó mềm mại bay bổng một chút, nhưng mà cũng có người lại thích kiểu nhà hình khối nó mạnh mẽ chắc chắn hơn. Nhưng mà dù kiểu nào thì em Hiếu nghĩ là vẫn có cái vẻ đẹp riêng của nó. Điều thứ ba đấy chính là cái hệ bậc ngũ cấp và kết hợp những cái phần sảnh đua rộng này thì sẽ tạo cho cái công trình một cái chân đế đầy sự vững chắc và cao hơn rất là nhiều. Và một phần không thể thiếu nữa đó là nói kỹ hơn về cái sự tiện nghi và công năng ngôi nhà này. Thì theo như mong muốn của gia chủ thì em đã bố trí không gian nội thất bao gồm một phòng khách kết hợp phòng thờ rộng tận 52m2, một phòng bếp ăn là 33m2, 4 phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát, một nhà WC chung, 3 WC khép kín. Tuy nhiên nếu quý vị muốn bố trí công năng khác đi thì em sẽ cân đối thiết kế theo phương án phù hợp của nhu cầu nhà mình. Quá trình thiết kế sẽ bắt đầu khi mà anh chị đặt lịch alo và bên em sẽ lên khảo sát địa chất, đo đạc, sẽ tính toán hướng phong thủy. Sau khi đấy thì về bọn em lên những cái phương án về concept, về mặt bằng và về 3D. Sau khi anh chị chốt và bọn em triển khai xong cái hồ sơ thì bọn em bàn giao hồ sơ đến tận tay anh chị. Sau này thì sẽ tiến hành các bước tiếp theo, ví dụ như là hôm giám sát móng, hôm giám sát sàn. Và đối với những cái ngôi nhà gia chủ có yêu cầu đặc biệt thì bọn em có thể là bố trí một cái camera theo dõi 24/24 tại công trình để có thể là kịp thời điều chỉnh và tư vấn cho anh chị về cái biện pháp thi công anh chị nhé. Và rất cảm ơn anh chị đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh Kiến trúc Misa. Thì rất mong anh chị tiếp tục ủng hộ và like, share cũng như là comment nhiệt tình để em Hiếu thêm nhiều động lực nữa phát triển kênh và phát triển những cái mẫu nhà đẹp để cho anh chị tham khảo được nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.